Xin chào quý cô bạn, sau đây tôi xin chia sẻ giới thiệu với các bạn hệ thống xử lý nước thải, trong đó là bể Aroten, vai trò và tác dụng của bể Aroten trong quá trình xử lý nước thải tại tòa nhà Hoàng Thành. Bể Aroten cũng là một trong những phương pháp xử lý sinh học hiếu khí. Ưu điểm của bể là rất dễ xây dựng và vận hành, tuy nhiên do phải xây dựng sử dụng bơm bể tuần hoàn bùn ổn định lại nồng độ bùn hoạt tính ở trong bể lên khi vận hành rất tốn năng lượng. Bể Aroten có nhiều loại như bể Aroten truyền thống, bể Aroten nhiều bậc. Tuy nhiên, bể Aroten truyền thống sử dụng rất đơn giản và đơn giản nhất. Công nghệ Aroten truyền thống là công nghệ được sử dụng nhiều nhất và lâu đời nhất bởi tính hiệu quả của nó là cao. Aroten truyền thống là quy trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học được vi sinh vật hiếu khí sử dụng như một chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Qua đó thì sinh khối vi sinh ngày càng gia tăng và nồng độ ô nhiễm của nước thải giảm xuống. Không khí trong bể Aroten được tăng cường bằng các thiết bị cấp khí như máy sục khí, máy thổi khí. Quy trình phân hủy được mô tả như trong quy trình này, bể thiếu khí anoxic được bổ sung nhằm xử lý triệt để hàm lượng nitơ trong nước thải, đảm bảo nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. Ưu điểm nổi bật của bể Aroten, hiệu suất xử lý BOD lên đến 90%, loại bỏ được nitơ trong nước thải, vận hành đơn giản và an toàn, thích hợp với nhiều loại nước thải, thuận lợi nâng cấp công suất đến 20% mà không cần phải gia tăng thể tích bể. Phạm vi ứng dụng của bể Aroten ứng dụng hầu hết cho tất cả các loại nước thải, các ô nhiễm hữu cơ, trường học, khu dân cư, bệnh viện, thủy sản. Yếu tố quan trọng bậc nhất của bể Aroten đó là hàm lượng DO cấp vào, do vậy cũng cần phải tốn thêm năng lượng trong máy thổi khí. Bể Aroten được sử dụng nhiều trong các ngành có hàm lượng chất hữu cơ cao trong nước thải như bia, giấy. Xu hướng hiện nay của ngành môi trường là xử lý bằng phun vi sinh, nên bể Aroten cũng được quan tâm và nghiên cứu một cách rộng rãi ở tòa nhà Hoàng Thành. Hiện tại tòa nhà Hoàng Thành đang sử dụng bể Aroten TK03 và hai máy thổi khí, đó là VK102, VK101 và các bơm sục. Tất cả các hệ thống này được điều chỉnh bằng một tủ điện cấp nguồn và hệ thống công tắc đóng mở bằng hai chế độ, đó là chế độ bật tắt, auto và men. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn hệ thống bể Aroten trong quá trình xử lý nước thải của tòa nhà Hoàng Thành. Xin hẹn quý vị các bạn trong clip lần sau.